Theo Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng đã có 782.000 người Pháp tham gia các cuộc xuống đường vào ngày 1 tháng 5, trong đó tại thủ đô Paris là 112.000 người. Tuy nhiên, các công đoàn đưa ra con số cao hơn nhiều lần, cụ thể là 2,3 triệu người trên khắp nước Pháp và 550.000 người riêng tại thủ đô Paris. Bầu không khí căng thẳng diễn ra tại nhiều nơi. Tại Lyon, thành phố lớn thứ ba tại nước này, nhiều phần tử cực đoan đã đập phá nhiều cửa hiệu và tấn công cảnh sát. Tại Paris, các phần tử quá khích cũng đã ném rất nhiều bom xăng, pháo hoa và gạch đá về phía lực lượng cảnh sát. Và để đáp trả, lực lượng cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay, vòi rồng, đồng thời huy động cứu hỏa để dập tắt các đám cháy.